cái hồ. Tao là thằng tiên đời, tao bay con gà giường nó dai vậy đó. Ăn có con gà mà dạ. Chắc bữa thứ hai này sức diễn quá ba. Thứ hai này ba có uống kinh về rồi không chịu nằm nữa rồi. Nó chiếu thì là dè bữa nào cũng chiếu chứ.